Kính thưa cộng đoàn, hôm nay Hội Thánh mừng kính Thánh nữ Monica, vị Thánh đã sống trọn vẹn thiên chức cao cả mà Chúa đã trao ban cho người phụ nữ. Trong trách nhiệm làm một người vợ và người mẹ trong gia đình, Thánh nữ Monica đã hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, kiên trì cầu nguyện, hiền hòa nhẫn nhục trong cách ăn nết ở, và hết mực hy sinh vì chồng vì con lo cho gia đình. Nhờ đó, Thánh nữ đã trở nên mẫu gương cho các bà mẹ trong việc giáo dục con cái và xây dựng hạnh phúc gia đình. Sau Đức Maria, Hội Thánh chọn Thánh nữ Monica làm bổn mạng cho các bà mẹ công giáo. Hân hoan mừng lễ Thánh Monica và cử hành phụng vụ hôm nay. Trước hết, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh có những người mẹ thánh thiện để nên gương sáng cho các bà mẹ noi theo. Đồng thời, cộng đoàn chúng ta sốt sắng cầu nguyện cho hội các bà mẹ công giáo trong giáo xứ chúng ta nhân ngày bổn mạng hôm nay. Xin cho các bà mẹ luôn biết chiêm ngắm và bắt chước gương Thánh nữ Monica, sống xứng đáng vai trò làm vợ và làm mẹ trong gia đình. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng chia vui và cầu nguyện cho hội các bà mẹ công giáo giáo xứ Chí Hòa, vì có thêm 6 bà mẹ sẽ tuyên hứa trở thành hội viên hội các bà mẹ công giáo để sống theo gương Thánh nữ Monica. Hiệp với những tâm tình trên, giờ đây kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta hướng về tiền đường nhà thờ đón cha chủ tế và đoàn rước, cùng sốt sắng hát bài ca nhập lễ hôm nay. Cộng đoàn ngồi. Sau đây là nghi thức gia nhập hội các bà mẹ công giáo. Nghi thức gồm 5 phần. Phần 1, giới thiệu ứng viên. Phần 2, thẩm vấn. Phần 3, trao phù hiệu. Phần 4, tân ban chấp hành tuyên thệ. Phần 5, lời tuyên hứa. Phần 6, tri ân.
Kính mời bà hội trưởng giới thiệu ứng viên. Kính thưa cha, con xin giới thiệu 6 chị em sau khi được chuẩn bị gia nhập thành hội viên chính thức của Hội các bà mẹ Công giáo. Mời quý chị có tên sau đây tiến lên. Chị Maria Nguyễn Thị Phương Lan, chị Cecilia An Ngọc Tâm, chị Marta Trịnh Thị Phương Anh, chị Maria Nguyễn Thị Thúy Hạnh, chị Maria Nguyễn Thị Kim Phụng, chị Maria Thân Thị Thùy. Phần 2, thẩm vấn. Giờ đây, cha chủ tế thẩm vấn những chị em sắp gia nhập Hội các bà mẹ Công giáo. Chị em thân mến, sau một thời gian tìm hiểu mục đích và tôn chỉ của hội, hôm nay chị em hãy vui mừng vì đã tĩnh tâm dọn mình xưng tội, chịu lễ súc sắn, có ý hướng nhờ đại xá của Đức Giáo Hoàng ban cho ngày vào hội. Thông công việc lành của nhà dòng Đức Mẹ Sion, Trung ương Hội các bà mẹ Công giáo trong tổng giáo phận cũng như trên toàn thế giới. Trước khi được gia nhập vào Hội các bà mẹ Công giáo, quý chị em hãy bày tỏ ước nguyện công khai của mình. Quý chị em đến đây để xin ơn gì? Các chị có nhận định rõ ràng mục đích và tôn chỉ của hội chưa? Chúng con đã nhận định rõ ràng hội lành này sẽ đào tạo chúng con nên những người mẹ thánh. Gia đình chúng con sẽ trở nên trung tâm của sự thánh để cung cấp cho giáo hội nhiều đứa con ngoan hiền đức hạnh. Các chị em có công nhận người mẹ là phản ánh của Thiên Chúa không? Truyền thông lòng mến Chúa cho con cái và phổ biến sự tốt lành của Chúa vào trong các tâm hồn. Các chị em thân mến, cha khuyên các chị em hãy nhớ người mẹ là linh mục trong gia đình, hằng ngày phải cầu nguyện cho chồng con, hằng ngày hiến tế cho Chúa những nỗi vui buồn. Ngoài xã hội, người mẹ cũng đóng góp vai trò tông đồ mở mang nước Chúa, góp phần vinh quang cho giáo hội như những bà mẹ thánh thời xưa. Vậy cha vui lòng nhận những chị em vào sổ đoàn viên Hội các bà mẹ Công giáo. Cha cũng noi gương Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, cầu chúc cho giáo xứ chúng ta có nhiều bà mẹ thánh. Chúng ta cùng vỗ tràng pháo tay, chúng ta chúc mừng cho những người chị em này. Phần 3, làm phép và trao phù hiệu. Tiếp đến, cha chủ tế sẽ làm phép và trao phù hiệu các bà mẹ Công giáo cho những hội viên vừa được kết nạp. Kính mời cộng đoàn đứng cùng hiệp ý. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban phép cho chúng con mang những phù hiệu này để khi nhìn thấy, chúng con nhớ đến những cố gắng mà chúng con phải làm để được xứng đáng mang lấy. Xin Chúa chúc lành, thánh hóa cho những phù hiệu này. Xin Chúa ban cho những ai cung kính mang nó và tưởng nhớ tới Chúa thì được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi.
Phần 4. Nghi thức ban chấp hành tuyên thệ. Tiếp theo là nghi thức tân ban chấp hành tuyên thệ. Chiếu theo điều lệ và hội đồng bầu cử, các chị sau đây được đặc cử vào các chức vụ trong ban chấp hành niên khóa 2024-2028. Trước hết là các toán trưởng và toán phó. Mời các chị có tên sau đây đứng tại chỗ. Toán các thánh tử đạo, chị Maria Nguyễn Thị Mai Thúy, trưởng toán. Chị Maria Phạm Thị Kim Liên, phó toán. Toán mẹ vô nhiễm, chị Anna Nguyễn Thị Lý, trưởng toán. Chị Teresa Bùi Kim Dung, phó toán. Chị Maria Trần Thị Tố Nga, thủ quỹ. Toán môi khôi, chị Maria Trần Thị Kim Lan, trưởng toán. Chị Katarina Hồ Thị Lệ Thu, phó toán. Chị Maria Nguyễn Đoàn Bích Loan, thủ quỹ. Toán mẫu tâm, chị Maria Nguyễn Thị Thu Trang, trưởng toán. Chị Rosa Trần Thị Thiên Trang, phó toán. Toán mông triệu, chị Maria Nguyễn Thị Bạch, trưởng toán. Chị Maria Đỗ Mỹ Phương, phó toán. Chị Teresa Chu Thị Kim Uyên, thư ký. Toán mẹ Thiên Chúa, chị Teresa Lương Đức Anh Trâm, trưởng toán. Chị Maria Vũ Thị Kiều Trinh, phó toán. Chị Teresa Phạm Thị Thùy Linh, thủ quỹ. Kế đến là ban chấp hành hội. Kính mời các chị có tên sau đây tiến lên trước cờ đoàn. Chị Maria Trần Thị Lệ Hoa, hội trưởng. Chị Maria Trần Thị Châu, phó nội vụ. Chị Maria Phan Thị Duyên, phó ngoại vụ. Chị Maria Phạm Thị Bích Thủy, thư ký. Chị Maria Nguyễn Thị Hoa, thủ quỹ. Chị Rosa Huỳnh Thị Hồng Liên, ủy viên bác ái. Trước khi nhận các chị em vào ban chấp hành hội, các bà mẹ công giáo, các chị em hãy long trọng tuyên thệ trung thành với chức vụ. Các chị trong ban chấp hành được tín nhiệm trao phó trách nhiệm để lo lắng cho hội được phát triển và thánh thiện. Các chị phải ăn ở đạo đức, thánh thiện, hiền lành nhưng cương quyết, sốt sắng nhưng khôn ngoan, ăn ở mẫu mực, gương sáng tận tụy giúp đỡ hội. Vậy các chị em có hứa trung thành với chức vụ không? Cha nhân danh tổng hội, các bà mẹ công giáo chứng nhận lời tuyên thệ của tân ban chấp hành và trao cho chị em lá cờ đoàn tiêu biểu việc trao quyền bính điều khiển đoàn trọn niên khóa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho các chị em. Nghi thức tuyên thệ đến đây kết thúc, mời ban chấp hành về chỗ. Phần 5, lời tuyên hứa sống theo tôn chỉ của hội. Giờ đây, các hội viên, các bà mẹ công giáo cùng quỳ, công khai tuyên hứa trước mặt Chúa và toàn thể cộng đoàn sẽ luôn sống theo 10 điều tâm niệm của hội sau đây. Điều 1, lạy Đức Mẹ Sầu Bi. Điều 2.
phần 6, tri ân của hội. Cuối cùng là phần tri ân, hội các bà mẹ công giáo giáo xứ Chí Hòa chân thành tri ân quý chị. Chị Anna Hoàng Thị Tuyết Nga đã phục vụ hội với chức vụ hội trưởng nhiệm kỳ 2015-2019. Chị Maria Phan Thị Lệ Thu đã phục vụ hội với chức vụ hội phó nhiệm kỳ 2015-2024. Kính mời đại diện gia đình chị Nga và mời chị Thu tiến lên nhận bằng tri ân từ cha Linh Hướng. Mời các hội viên, các bà mẹ công giáo cùng ngồi. Nghi thức đến đây kết thúc. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta bước vào thánh lễ mừng kính Thánh Monica hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng với hội thánh mừng kính Thánh Monica. Thánh Monica được ví là bổn mạng của các bà mẹ công giáo bởi đời sống đạo đức của bà và đồng thời một đức tin kiên vững vào Thiên Chúa. Và chính như thế, đời sống của bà đã đạt đến được ý nghĩa là làm cho chính mình nên thánh và con cái của mình cũng nên thánh. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Nữ Monica giúp cho các bà mẹ công giáo, đặc biệt là các chị em trong hội các bà mẹ mà hôm nay mừng bổn mạng, được nhiều ơn Chúa và biết sống như bà Thánh Monica, luôn luôn tin cậy, vững vàng, tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của cuộc đời mình, đặc biệt là phó dưng gia đình mình. Giờ đây chúng ta thành tâm xin Chúa thứ tha tất cả mọi tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông ngôi. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con Bồ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, là con đường Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhận lời chúng con. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng an ủi những ai sầu khổ, Chúa đã đói thương nhận lời Thánh Monica khóc than cầu khẩn cho con bà là Augustino được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cũng nhận lời hai thánh chuyển cầu mà cho chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách huấn ca: Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt vận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Người. Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Người. Lòng
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại, Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, ta bảo anh hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng phụ cận. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, đặc biệt là các bà mẹ Công giáo, hôm nay mừng bổn mạng. Các bà mẹ có khóc bao giờ chưa? Có không? Nước mắt của các bà mẹ dường như dễ chạnh lòng của Chúa Giêsu. Bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe đó, cái bà quá thành Na-im này, đứa con trai bà chết, bà đâu có xin Chúa lời nào đâu, mà Chúa nhìn bà khóc, mà Chúa phải chạnh lòng: "Bà đừng khóc nữa." Và Chúa đến quan tài của anh ta, Chúa bảo anh ta trỗi dậy, và Chúa trao lại cho bà. Thánh nữ Monica hôm nay mừng bổn mạng của các chị em trong hội các bà mẹ Công giáo. Thánh nữ cũng là người khóc chồng, khóc con suốt 18 năm trường. Và Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu bầu của Thánh Monica, là biến đổi đến độ con trở nên thánh, chồng được trở lại, và cả bà mẹ chồng cũng tin theo Chúa. Thiên Chúa thấu hiểu nỗi lòng của những người mẹ. Và chính vì vậy mà những giọt nước mắt của các người mẹ, Thiên Chúa dễ động lòng, dễ để cho chạm tới trái tim của Ngài và làm cho Ngài phải hành động. Nhưng mà bây giờ khóc làm sao? Khóc có nhiều kiểu lắm. Mừng quá cũng khóc, đúng không? Buồn quá cũng khóc, bị người ta nói cái này cái kia bực quá cũng khóc, trong nhà tức chồng tức con cũng khóc, đúng không? Còn nhiều cái khóc nữa. Nhưng mà cái bà quá thành Na-im với lại cái bà thánh Monica khóc có một cái điệu khóc đụng tới Thiên Chúa. Thánh nữ Monica sống trong một cái gia đình chồng bê tha, chồng không có đạo, sống buông thuồng, sống làm gương xấu, và đến nỗi lôi đứa con trai là ông Tino sống theo con đường trụy lạc đó. Monica đau khổ vô cùng khi thấy gia đình của mình, chồng mình, con mình như thế. Chắc chắn người ta ở bên ngoài sẽ gièm pha. Ấy vậy mà Monica dường như không than van, không trách mắng, mà bà đón nhận tất cả, và đón nhận bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh của mình
cho gia đình, cho chồng, cho con. Thánh Agustino thuật lại về người mẹ của mình: chồng của bà là ba của tôi, rất là vũ phu, và mẹ tôi thường xuyên bị ba tôi mắng chửi và có khi đánh. Nhưng sau này ba tôi có vẻ sợ má tôi là bởi vì bà quá đạo đức, quá khiêm nhường, quá hiền lành. Thánh nữ Monica khóc không phải là tủi hờn so với các gia đình khác. Khóc không phải là bởi vì thấy chồng con mình như thế, mình bất hạnh quá. Thánh Monica không bao giờ có ý định từ rẫy gia đình hay là tìm cách cho riêng mình để có một cuộc sống bình an, mà Thánh Monica coi tất cả chồng con mình là mình. Và chính vì vậy mà bà đã sống trọn vẹn với tất cả tình yêu đối với chồng, với con, và đặc biệt một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Chính vì vậy mà giọt nước mắt của Monica đụng chạm đến trái tim Thiên Chúa. Và Thiên Chúa cho thấy ai trông cậy vào Ngài, Ngài sẽ biến đổi tất cả. Không có gì Thiên Chúa không làm được. Một người chồng sống buông tha tội lỗi, Chúa biến trở thành người tin vào Chúa, người biết có Chúa trong cuộc sống, đón nhận Chúa vào đời sống của mình. Một Agustino ăn chơi trác táng và đi theo bè rối lạc giáo, nhờ nước mắt lời cầu bầu của mẹ là Monica, Chúa biến trở thành thánh nhân. Thiên Chúa làm được tất cả nếu người ta biết trông cậy vào Chúa luôn luôn. Đó là hình ảnh cuộc sống của một người mẹ một cách cụ thể, mà là mẫu gương cho tất cả các bà mẹ. Không có người mẹ nào trong gia đình mà là đơn giản, mà là cảm thấy hạnh phúc hoàn hảo hết. Không có một người mẹ nào không đón nhận những đau khổ trong gia đình của mình bởi chồng, bởi con hết. Và chính vì vậy Thánh nữ Monica càng gần các bà mẹ Công giáo hơn. Và chính vì vậy mà các bà mẹ càng phải bắt chước Thánh nữ Monica nhiều hơn bằng đời sống cầu nguyện của mình, và bằng chính những hy sinh, những cố gắng, những yêu thương, những khiêm nhường của mình. Và chính tất cả những điều đó mà biết dâng lên cho Thiên Chúa thì trở thành của lễ, để từ đó Chúa sẽ biến đổi tất cả cho chúng ta. Và khi Chúa biến đổi thì mọi sự trở nên tốt lành, thánh thiện. Xin Chúa chúc lành cho các bà mẹ, và xin Thánh nữ Monica luôn luôn là mẫu gương ở bên các bà mẹ, giúp cho các bà mẹ sống thánh. Cái điểm đặc biệt của Thánh nữ Monica mà ngày hôm nay các bà mẹ phải cố gắng học ở nơi Thánh nữ Monica: Thánh nữ Monica lo cho con, lo tương lai của con mình. Lo cho tương lai của con mình, sợ nó mất linh hồn, sợ nó xa quả ngục, chứ không phải là lo con đường danh vọng, con đường thành đạt. Ngày hôm nay giữa một cái cuộc sống mà người ta coi thường những giá trị đạo đức, những giá trị thiêng liêng, người ta không còn tin vào thần thánh, hay là người ta sống một cách coi như là mình là chủ, là Chúa, thì chính những người mẹ càng phải biết sống cái điều này, bắt chước Thánh Monica nhiều hơn, là càng phải biết sống tin tưởng vào Chúa và làm chứng cho con cái mình về niềm tin của mình, và cầu nguyện để con cái của mình được trở nên người, nên thánh, chứ không phải chỉ là nên những danh nhân, nên những người tài, nên những người để đạt thành đạt. Mà điều đó đó mới là cái mà Thánh nữ Monica, những giọt nước mắt của Thánh nữ Monica đã đụng tới Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã biến đổi một cách hoàn hảo. Xin Thánh Monica cầu bầu cùng Chúa cho tất cả các người mẹ. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lời nguyện.
Anh chị em thân mến, Thánh nữ Monica không những là mẫu gương cho chúng ta về việc hy sinh và giáo dục con cái, nhưng còn là mẫu gương cho chúng ta về sự kiên trì cầu nguyện. Chính nhờ lời cầu nguyện và nước mắt của Thánh nữ mà Augustino, con của người, được ăn năn trở lại và nên thánh nổi tiếng của giáo hội. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Monica, chúng ta tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Hội thánh mong ước cho nhiều tâm hồn được nhận biết Chúa, xin cho mọi thành phần trong hội thánh biết sống theo lời Chúa dạy để mọi người được nhận biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Thánh Monica là bổn mạng các bà mẹ công giáo. Xin cho các bậc làm cha mẹ biết quan tâm đến việc giáo dục con cái, hướng dẫn chúng sống theo lời Chúa dạy, hầu lướt thắng được những cám dỗ của thói hư tật xấu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời Chúa. Hiện nay trên thế giới còn biết bao bà mẹ sống trong cảnh nghèo đói, bệnh tật, khổ đau. Xin cho họ biết can đảm, tin tưởng và phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Nhân ngày lễ Thánh Monica, bổn mạng các bà mẹ công giáo hôm nay, xin cho các bà mẹ trong giáo xứ Chí Hòa chúng ta biết noi gương Thánh nữ Monica trong việc chuyên chăm cầu nguyện và nêu gương sáng cho con cái để làm cho gia đình hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã ban con một Chúa cho chúng con để nhờ người mà chúng con được nên thánh. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Monica, luôn sống trong niềm tin yêu phó thác, dù gặp gian nan thử thách vẫn một lòng trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tâm tư dâng lên, sáng buông vơi đời.
Anh chị em ơi, cầu nguyện đi, lời của tôi cũng là của anh chị em. Đức Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ với tay trái. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể. Lạy Chúa, chúng con dâng tiếng của lễ này để kính nhớ Thánh Nữ Monica. Xin Chúa thương chấp nhận và tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Con là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một năng lực luôn luôn mới mà làm cho hội thánh nên phong phú, và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa. Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài xúc sắng chuyển cầu trước nhan Chúa. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung ngô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng đến nhân gian. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh giơ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Giuse, Đức Cha phụ tá Giuse giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Hiệp trong thánh lễ, trước hết chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban bình an, ban ơn như ý. Xin ban ơn hoán cải, ban ơn chữa lành, ban ơn thánh hóa gia đình, thánh hóa việc làm. Đặc biệt, chúng con tạ ơn Chúa mừng bổn mạng hội các bà mẹ công giáo nhân lễ thánh Monica.
Xin Chúa chúc lành cho các bà mẹ và xin Chúa ban nhiều ơn để các bà mẹ thực hiện sứ mạng làm mẹ, làm vợ trong gia đình một cách xứng đáng và làm gương sáng trong đời sống đạo đức cũng như tham gia những sinh hoạt của giáo xứ một cách tích cực. Xin Chúa ban cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời, chị cựu hội trưởng Anna và linh hồn các chị em trong hội các bà mẹ đã qua đời. Xin cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, Thánh Monica và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dục, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ kính Thánh Monica, Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn, vừa đốt nóng lòng tin yêu của chúng con. Nhờ đó càng ngày chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chí Hòa, xin chúc mừng bổn mạng Hội các bà mẹ Công giáo của giáo xứ chúng ta. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ Quan Thầy. Chúc mừng, xin chúc mừng và xin chúc mừng. Và các chị em tham gia hội các bà mẹ Công giáo, các chị em thấy đó là một cái hội đoàn, là một cái ơn Chúa ban cho các chị đó. Nhờ tham gia sinh hoạt mà chúng ta biết nhau, chúng ta gần nhau, chúng ta hiểu nhau, chúng ta sống với nhau. Và nhờ ở trong hội đoàn cũng giúp chúng ta nên thánh. Khi chúng ta thấy người chị em của mình, người này người khác, sống đạo đức, sống thánh thiện, làm cho chúng ta đốc thúc chúng ta. Và chúng ta sống với nhau như vậy, chúng ta còn biết chia sẻ cho nhau nữa. Khi chúng ta biết nâng đỡ, biết khích lệ nhau trong những lúc khó khăn, những lúc này lúc khác. Các chị hãy bắt chước Thánh nữ Monica. Đừng sợ dư lời Chúa nói. Không sợ đau khổ, không sợ buồn phiền, không sợ khó khăn, không sợ thử thách, mà luôn luôn đón nhận để dâng lên cho Chúa, đón nhận với tất cả lòng tin cậy mến ở nơi Chúa. Và chính Chúa biến đổi hết. Thánh Monica chỉ bằng lời cầu nguyện của mình và chỉ bằng cuộc sống dâng hiến của mình, hy sinh của mình, mà Chúa biến cả một gia đình nên thánh. Nên chính các bà mẹ ngày hôm nay, các bà mẹ càng quan trọng hơn, nhất là các bà mẹ Công giáo, để làm sao cho con cái của mình nó sống đạo, nó xứng đáng, nó nên thánh. Và muốn như vậy thì trước tiên chính mình, mỗi người mẹ ý thức được mình là người phải làm cho gia đình mình thánh thiện, phải làm cho con cái mình nên thánh. Nên cha cầu chúc cho các bà mẹ để Chúa ban mọi ân lành nhờ lời cầu bầu của Thánh nữ Monica, để các bà mẹ luôn luôn trung kiên, luôn luôn vững vàng và luôn luôn cảm thấy hạnh phúc ngay cả trong những lúc khó khăn, những lúc thử thách, điều này điều khác ngay trong gia đình của mình. Đức Tổng cứ nhắc hoài, lắng nghe lời Chúa, học lời Chúa, nghe lời Chúa không chịu nghe, mà nghe lời thế gian, nghe lời người này người kia nói gì nói kia. Chúa là hơn hết, nghe lời Chúa chứ không phải nghe thế gian. Nên hãy sống như Thánh Monica, không thèm nói với ai hết, chỉ có nói với Chúa và chỉ có cầu nguyện với Chúa. Và các chị mà làm như vậy, tất cả các chị sẽ nên thánh, gia đình các chị nên thánh. Xin cảm ơn tất cả và cầu chúc cho các chị, các bà mẹ mọi điều tốt lành, ơn Chúa ban. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Dâng người tình con thiết tha.
trong phân hoan không hót vàng xa dâng người tình con thiết tha. Xin người du lịch